tức là với cái mục đích ý nghĩa là thực hiện các cái nội dung mà Ủy ban thành phố mình cũng đã ký kết hợp tác với lại 38 tỉnh thuộc 5 vùng trong cả nước. Ngoài ra thì trong cái sự kiện này, thành phố cũng với cái mục đích là hỗ trợ để tạo điều kiện xúc tiến thương mại và thúc đẩy kết nối các cái doanh nghiệp của các cái tỉnh thành đối với thành phố mình cũng như hướng tới quốc tế. Ngoài ra còn khẳng định cái vai trò của thành phố mình là cái cầu nối hiệu quả rồi kênh xúc tiến quan trọng cho các tỉnh trong vùng cả nước. Và nhân đây tôi cũng giới thiệu thêm là cái sản phẩm OCOP, tức là OCOP, cái tên viết tắt của cụm từ tiếng Anh One Community One Earth, tiếng Việt là tức là mỗi xã sản phẩm, với cái mục đích ý nghĩa là tạo cho mỗi làng mỗi xã tự sản xuất những cái sản phẩm mà gắn với nông thôn, các cái khu vực nông thôn nhằm nâng cao thu nhập cho người nông dân ở ngoại thành, cũng như là gắn với lại phát triển với các cái ngành nghề khác nhằm bảo tồn các cái giá trị văn hóa. Kính thưa quý báo đài các anh chị, thì về cái thời gian địa điểm tổ chức thì sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 27 tháng 10 đến ngày 29 tháng 10 tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng, quận 10. Và lễ khai mạc là diễn ra vào lúc 8 giờ ngày 27 tháng 10. Về cái danh nghĩa tổ chức là Ủy ban Nhân dân thành phố, đơn vị tổ chức là Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và đơn vị phối hợp là Ủy ban Nhân dân quận 10, Sở Công Thương, Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Giao thông Vận tải, Sở Thông tin Truyền thông, Sở Văn hóa Thể thao và Trung tâm Xúc tiến Thương mại Đầu tư thành phố. Về nội dung và các hoạt động diễn ra trong cái tuần lễ, thứ nhất về công tác truyền thông thì cũng đã xây dựng các cái cờ phướn quảng cáo dọc các tuyến đường xung quanh quận 10 và các cái quận lân cận, rồi phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao, Sở Du lịch và Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Đức cũng như Ủy ban Nhân dân các cái quận huyện để quảng bá trailer trên các cái khu ấn phẩm thông tin đến người dân trong và ngoài nước. Dạ. Về trong cái sự kiện này có cái hoạt động mình là tức là có cái hội nghị kết nối cung cầu đặc sản vùng miền do Sở Công Thương phối hợp với lại Sở Nông nghiệp và Hội Nông dân tổ chức. Ngoài ra điểm nổi bật của sự kiện, thứ nhất đây là cái sự kiện lần đầu tiên tổ chức cái tuần lễ, trong đó có 38 tỉnh thuộc các cái vùng thành phố mình đã ký kết. Điểm nhấn thứ hai là tuần lễ sản phẩm OCOP này có 439 doanh nghiệp với gần 1.200 sản phẩm tham gia, riêng sản phẩm OCOP là có 756 sản phẩm đạt từ 3 đến 5 sao trên cả nước tham gia. Trong đó riêng thành phố mình thì có 20 doanh nghiệp và các cái chủ thể tham gia với hơn gần 100 sản phẩm. Riêng sản phẩm OCOP thì đã có hơn 50 sản phẩm tham gia đạt từ 3 đến 4 sao. Và từ cái tuần lễ này cũng đây là cái cơ hội để các cái tạo điều kiện cho sản phẩm OCOP của không những thành phố mình cũng như của các cái tỉnh thành mà thành phố mình đã ký kết có điều kiện tiếp cận thị trường thành phố cũng như với các du khách trong nước và quốc tế. Đó là một số nội dung liên quan đến tuần lễ sản phẩm OCOP cũng như vùng biển mà thành phố mình giao cho Sở Nông nghiệp tổ chức. Thì nhân dịp đây thì ban tổ chức cũng đã để thông tin đến cơ quan báo đài cũng quảng bá giúp dùng cái sự kiện này để cho nhiều người, nhiều dân và địa phương cũng biết. Xin cảm ơn. Cảm ơn ông Phạm Quang Hợi. Tiếp theo có một cái hoạt động mà nó cũng đang diễn ra liên quan đến lĩnh vực này. Chúng tôi trân trọng kính mời bà Phan Thị Kiều, Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố sẽ thông tin. Viện Nghiên cứu xác định là cái du lịch sinh thái là cái ngành kinh tế mũi nhọn, cũng như là phải đẩy các cái sản phẩm OCOP trên địa bàn Cần Giờ để tạo ra cái giá trị gia tăng cho các cái người nông dân cũng như các cái chủ thể. Thì xác định được cái tầm quan trọng của cái nhiệm vụ này thì về góc độ của Viện Nghiên cứu Phát triển thì đã giải cái bài toán này là sẽ kết hợp hai cái hoạt động là du lịch sinh thái và cái sản phẩm OCOP. Đó là giống như hai phương trình của hai cái vế của một phương trình ấy, thì là phải đẩy hai cái hoạt động này nó đi cùng lúc với nhau. Thì đầu tiên là sau khi mà nghiên cứu thì viện cũng đã có một cái hoạt động trải nghiệm lần thứ nhất vào ngày 18 và 19 tháng 6
là hoạt động trải nghiệm kết hợp giữa du lịch sinh thái và trải nghiệm các cái sản phẩm ô cốp trên địa bàn Cần Giờ. Tuy nhiên thì làm để đẩy mạnh cái các cái sản phẩm ô cốp đến gần với công chúng trong nước và tiến tới là ra cái thị trường quốc tế, thì viện cũng đã kết hợp với lại huyện Cần Giờ tổ chức một cái lễ hội 3 ngày tại Cần Giờ mang cái tên là ứng dụng chuyển đổi số vào hoạt động kinh doanh, quảng bá, giới thiệu sản phẩm đặc trưng của thành phố Hồ Chí Minh thông qua nền tảng mạng xã hội. Thì với cái lễ hội 3 ngày này thì các cái hoạt động sẽ dựa trên cái nền tảng mạng xã hội và nhờ các anh chị là các TikToker cũng như QL, QC nổi tiếng bằng cái nền tảng mạng xã hội sẽ đẩy các cái sản phẩm bán hàng, các cái sản phẩm ô cốp không những trên địa bàn huyện Cần Giờ và các cái huyện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh như là Củ Chi, Hóc Môn, Thủ Đức và quận 7 đến gần với công chúng. Thì mong rằng là cái lễ hội này sẽ theo kỳ vọng thì sẽ đạt được trên 20 triệu view, thì sẽ giúp cho các cái sản phẩm ô cốp đến gần với lại người dân ở trong nước và tiến tới là ra thị trường quốc tế. Trân trọng cảm ơn bà Phan Thị Kiều. Bây giờ vì đang có việc á, xin hỏi là các bạn phóng viên cửa hàng quá tải cùng kênh, quá khổ thời gian qua như thế nào? Thì đối với câu hỏi phóng viên thì đối với xe gắn máy thì cái khái niệm mà quá khổ quá tải thì gần như là cũng không. Mà đối với ngành công an tôi xử lý thì chỉ có xử lý ô tô quá khổ quá tải cho hàng công canh thôi, còn xe máy thì có cái vi phạm nhưng mà cái việc xử lý thì nó mang chất đơn lẻ và khi phát hiện thì xử lý chứ nó không trở thành một cái nguy cơ về tai nạn giao thông hay là gây về cái mất an toàn giao thông nhiều. Nên là tôi mới thông tin cho các đồng chí về cái cao điểm hiện nay mà công an phố đang làm, đó là công an phố đang triển khai thực hiện kế hoạch số 382 của Bộ Công an bằng kế hoạch số 4051 ngày 1/8/2023 về tổng kiểm tra rà soát ô tô kinh doanh vận tải hành khách, ô tô vận tải container trên địa bàn thành phố. Thì trong cái quá trình mà cao điểm thì báo đồng chí là không phải là cứ cao điểm thì chúng ta chỉ xử lý những cái hành vi mà chúng ta tập trung, mà chẳng qua chúng ta tập trung sâu về các cái nhóm mà sẽ kiểm tra hoặc là làm tốt hơn. Nên là trong đó thì nó sẽ có số liệu về xử lý các cái trường hợp xe quá tải, xe máy, các trường hợp vi phạm khác thì cũng có trong này. Thì qua thực hiện cao điểm thì công an thành phố để chủ động thì công an thành phố đã lập danh sách 1.425 chủ phương tiện với 10.868 phương tiện, rồi rà soát là 23.003 lái xe, lập danh sách 189 bến xe, 307 điểm trung chuyển đón trả khách, 32 bến cóc, 2.974 phương tiện hoạt động trên các tuyến cao tốc, 5.362 phương tiện hoạt động trên các tuyến quốc lộ, 2.972 phương tiện hoạt động trên các tuyến tỉnh lộ, 3.888 phương tiện hoạt động trên các tuyến đường khác. Thì qua đó thì lực lượng chức năng của công an phố theo thống kê cái 2 tháng của cao điểm thì lực lượng cảnh sát giao thông thành phố đã phát hiện xử lý 112.755 trường hợp vi phạm, tạm giữ phương tiện là 220 xe ô tô, 24.962 xe mô tô, 166 xe 3 bánh 4 bánh và thực hiện cái quyết định là xử phạt 67.276 trường hợp, nộp kho bạc nhà nước 121.485 triệu đồng, phạt tại chỗ 316 trường hợp, thành tiền là hơn 54 triệu đồng, tước giấy phép lái xe là 17.218 trường hợp, trong đó là có 357 trường hợp xe ba bánh vi phạm, 6 trường hợp xe thô sơ, 394 trường hợp xe mô tô, xe gắn máy không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, không có đèn, còi thắng,
251 phương tiện không có giấy đăng ký xe. Thì cái thông tin số liệu phía sau thì nó liên quan đến xe, xe máy. Thì tôi cung cấp thêm rõ hơn để phóng viên trả lời câu hỏi của phóng viên. Cái câu hỏi thứ hai của phóng viên thì đề nghị là thông tin về công tác kiểm tra của lực lượng phòng cháy chữa cháy tại các cái chung cư nhà trọ, chung cư mini, khách sạn, rồi những cái trường hợp vi phạm chủ yếu là gì. Thì thực hiện cái kế hoạch cao điểm tổng kiểm tra phòng cháy chữa cháy theo cái chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an, Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố, thì Công an thành phố đã tham mưu và thành lập các cái đoàn kiểm tra. Thì có các cái đoàn kiểm tra các cấp, đoàn của thành phố thì đã tiến hành kiểm tra là 3/3 cơ sở, rồi đoàn cấp của Công an thành phố thì đã kiểm tra được 4/8 cơ sở, và đoàn PC07 thành lập 6 tổ công tác để tiến hành kiểm tra cái cấp của đoàn của thành phố. Thì ngoài ra thì các cái đơn vị quận huyện trên địa bàn sẽ thực hiện tổng kiểm tra các cái cơ sở kinh doanh về chung cư rồi nhà ở, nhiều căn phòng, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ. Thì qua kiểm tra với hơn 20 ngày tổ chức kiểm tra thì Công an thành phố đã tổ chức kiểm tra 28.378 lượt cơ sở, tổng kiểm tra xử lý 3.592 cơ sở với 3.931 hành vi vi phạm về phòng cháy chữa cháy, xử phạt vi phạm hành chính tổng số tiền phạt hơn 5,5 tỷ đồng, đình chỉ hoạt động 3 cơ sở, tạm đình chỉ hoạt động 40 cơ sở. Ngoài ra thì có 7 cơ sở bị xử lý trong lĩnh vực xây dựng, 123 cơ sở bị xử lý trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh, 280 cơ sở bị xử lý trong đăng ký thường trú, tạm trú. Thì phóng viên yêu cầu là đánh giá, thì qua đánh giá chung về cái đợt kiểm tra các nhà trọ và các cái sai phạm về phòng cháy chữa cháy thì cho thấy là cái tình trạng vi phạm phòng cháy chữa cháy ở trên thành phố là cái tỷ lệ vi phạm thực ra cũng so với số lượng kiểm tra, mà đợt này thì kiểm tra là kiểm tra cả kết hợp với các ngành để kiểm tra cả về xây dựng, cả về phòng cháy, cả về đăng ký quản lý cư trú và các cái quản lý các cái ngành nghề khác thì chúng ta kiểm tra. Nhưng số lượng mà vi phạm về phòng cháy chữa cháy ở các cơ sở này thì chiếm khoảng 0,15%, tức là cái lượt cơ sở mà có cái nguy cơ cao ở đây. Phóng viên này, tôi thấy phóng viên là quan tâm là cái nguy cơ, đánh giá mức độ nguy cơ, thì qua đây chúng ta thì có đình chỉ có 43 cơ sở trên 28.378 lượt cơ sở được kiểm tra. Thì những cái cơ sở mà đình chỉ, tạm đình chỉ chính là những cái cơ sở có vi phạm nghiêm trọng, mất cái nguy cơ an toàn về phòng cháy chữa cháy. Các cái hành vi vi phạm chủ yếu về phòng cháy thì có lắp đặt sử dụng các dây dẫn điện, cắp dẫn điện hoặc thiết bị đóng ngắt bảo vệ hoặc các thiết bị không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, các vi phạm về bố trí sắp xếp vật tư hàng hóa, phương tiện giao thông và các vật dụng khác cản trở lối thoát nạn, các vi phạm về cửa thoát nạn, lối thoát nạn, cầu thang thoát nạn, đường thoát nạn không đủ kích thước số lượng theo quy định, hoặc là vi phạm không thay thế phương tiện thiết bị báo cháy hư hỏng, các vi phạm về trang bị bảo quản sử dụng phương tiện phòng cháy cháy, tức là các vi phạm phổ biến phòng cháy cháy thì có một số cái lỗi thường có cái vi phạm phổ biến như vậy. Thì qua cái kiểm tra phòng cháy chữa cháy vừa qua thì phóng viên đưa tin thì có những trường hợp phóng viên mình đưa tin là cái số lượng ví dụ như là đơn vị được chọn như ở Tân Phú chẳng hạn là chỉ có cái số lượng căn hộ ở đây. Thì ông chỉ đặt vấn đề về vấn đề phòng cháy thì tôi cũng xin giải thích để cho phóng viên mình cũng hiểu thêm, tức là cái cơ sở thì khi kiểm tra phòng cháy cơ sở thì gần như chấp hành rất đúng các cái quy định về phòng cháy cháy, chỉ có cầu thang là cầu thang hở, còn các quy định về trang thiết bị, lối thoát nạn, rồi báo cháy, chữa cháy, rồi tất cả các cái quy định khác thì cơ sở chấp hành rất tốt. Nhưng mà về xây dựng thì khi xây dựng thì thường cái chung của chủ đầu tư là sẽ xây dựng xin một cái căn phòng rộng, một cái không gian rộng, thì khi xây dựng thì ta chỉ cấp số chiều cao, số tầng và mật độ xây dựng,
Và khi làm như vậy thì người ta, khi người ta xây dựng, người ta sẽ tính những công năng, có thể là văn phòng, có thể là cho trọ, ở trọ, thì sau đó thì người ta ngăn phòng. Nên cái số lượng phòng lớn thì phòng cháy cháy không thể can thiệp cái việc mà người ta ngăn phòng được. Nên tại sao về phòng cháy cháy thì chúng tôi kiểm tra thì chấp hành tốt các quy định phòng cháy, và cái nguy cơ thì gần như là không có. Nhưng mà khi mà chúng ta báo chí, chúng ta thông tin thì chúng ta thấy là với một cái phòng trọ mà chỉ có mấy chục phòng mà lên tới gần gấp 3 lần, thì mình cảm thấy người khác đọc cái thông tin như vậy thì cảm thấy một cái cơ sở rất là nguy hiểm, rất bức xúc. Tại sao công an, tại sao các lực lượng không vào? Nhưng mà mình phải hiểu được cái bản chất. Như vậy thì đang trường hợp này tôi cũng nói thêm để có thể chúng ta đưa tin nó khách quan. Đấy, và chúng ta hiểu được đây là không phải là ông phòng cháy vi phạm đâu, mà cái quy định về xây dựng cũng đối với sửa chữa trong nhà thì việc ngăn phòng, ngăn thêm phòng cũng không có quy định nào gần như là gò bắt buộc. Nên là cái việc kiểm tra mà nói về trong nhà mà ngăn thì rất là khó. Đấy, phòng cháy thì chúng tôi cũng thế, chỉ trường hợp những cái trường hợp mà có điều chỉnh về công năng, điều chỉnh về cái lối thoát nạn mà làm cho mất cái nguy cơ an toàn phòng cháy cháy không đảm bảo thì chúng tôi xử lý. Thế còn cái việc là sử dụng trong cái căn nhà ngăn phòng lớn phòng bé hay là chia một thành hai phòng thì cái này chúng tôi trong phòng cháy gần như là không có kiểm tra, không xử lý. Thì cũng xin giải thích thêm để phóng viên hôm sau để hiểu thêm về những cái trường hợp như vậy, tại sao là phòng cháy cháy hay là công an không xử lý. Thì đó là liên quan đến cái họp báo này, tôi xin có trả lời câu hỏi phóng viên. Trân trọng cảm ơn ông Lê Mạnh Hà. Tiếp theo trân trọng kính mời ông Hồ Tấn Minh. Dục cũng như là ở các trường trung học phổ thông trực thuộc về vấn đề là thu chi đầu năm, đoàn kiểm tra sẽ thực hiện hay có các nội dung. Nội dung thứ nhất là liên quan đến các khoản thu liên quan tới nghị quyết 04, cái thứ hai là liên quan đến cái thông tư 55 và cái kinh phí hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh, cũng như là cái việc vận động tài trợ trong nhà trường thì có thực hiện đúng quy trình hay không. Thì chúng ta thấy, tức là chúng ta nhận định là nó trở thành hiện tượng, tức là một số anh chị phóng viên gửi câu hỏi, tôi thấy nó trở thành hiện tượng, nhưng mà chúng ta phải xem xét lại đây, nó chỉ diễn ra ở tức là ở một số đơn vị trường học. Chúng ta thêm nó là thành một hiện tượng thì rõ ràng là chúng ta cũng đang bất công với 2.381 cơ sở dục còn lại, là để chúng ta đang thực hiện hoàn thành tốt. Nên những cái việc này thì rõ ràng đến thời điểm này, trong cái việc lạm thu thì chúng tôi sẵn sàng cái kênh là cái mail của Sở Dục Đào tạo TP.HCM để tiếp nhận tất cả những thông tin mà phụ huynh phản ánh cũng như là phóng viên phản ánh về cái việc cung cấp đầy đủ. Và chúng ta phải chỉ rõ đơn vị, tức là những cái đơn vị nào mà thực hiện tới thời điểm giờ này vẫn còn lạm thu, gọi là vẫn còn thu, chúng tôi sẵn sàng những đơn vị đó sẽ xử lý triệt để. Không có khái niệm, tức là trong cái chỉ đạo của giám đốc, trong các cuộc họp gần đây giao ban với các phòng ban cũng như là giao ban toàn cơ quan, giao ban hiệu trưởng cũng đã khẳng định điều này. Là vậy thì rõ ràng đơn vị nào là sau khi đã chấn chỉnh, sở đã có những văn bản chấn chỉnh làm chưa đúng quy trình, chưa đúng quy định thì chúng tôi có địa chỉ cụ thể kiểm tra đúng là chúng tôi sẽ thực hiện cái xử lý theo cái quy định đó. Cái việc thứ hai nữa là trong những cái hoạt động trải nghiệm thì cái này cũng đã trao đổi rất là nhiều lần. Đó là hoạt động ngoại khóa trải nghiệm, nó là một trong những cái hoạt động giáo dục của nhà trường. Thứ nhất là ngoài cái việc theo cái định hướng của chương trình giáo dục phổ thông 2018, tức là chúng ta hướng tới là hình thành phẩm chất và năng lực cho học sinh. Do đó cái việc mà để chỉ có ở trên lớp học, tức là thực hiện trên lớp học qua những cái bài giảng, qua những phương pháp tích cực thì nó vẫn chưa đủ. Và có thực hiện những cái hoạt động khác, tức là tham gia trải nghiệm và trải nghiệm trong lớp, trải nghiệm ngoài lớp, trải nghiệm trong trường và trải nghiệm ngoài trường. Và tất cả những cái hoạt động trải nghiệm này đều phải có kế hoạch và các nội dung cụ thể rõ ràng. Những cái hoạt động nào mà nó nằm ngoài kế hoạch thì phải sự cho phép của cái đơn vị quản lý cấp trên. Cái này cũng rất là rõ ràng. Và trong kế hoạch giáo dục của nhà trường cũng phải đưa ra những cái nội dung rất là cụ thể là trong cái học kỳ đó là tổ chức những hoạt động trải nghiệm nào và thông tin cụ thể cho phụ huynh hoạt động này có cái sự tham gia tự nguyện của phụ huynh để đi ra ngoài hay không, thì này nó phải có những cái việc và phải có sự đồng thuận của phụ huynh thì mới được tổ chức những cái hoạt động này. Thì chúng tôi cũng đã nói rất rõ trong những cái kênh thông tin khác và trên báo chí hiện tại đến thời điểm này
thì cũng rất mong là các anh chị cũng có một cái kênh để rõ ràng, và sở sẽ có cái mail của sở để tiếp nhận tất cả thông tin, để chúng tôi sẽ giải quyết triệt để tất cả những cái vụ việc mà các anh chị nói gửi đến sở, đó là sở giáo dục đào tạo, tức là viết tắt, thì chúng tôi gửi cái này cho anh chị, các anh chị có đăng lên kênh thông tin sở, sở sẽ tiếp nhận toàn bộ và chúng tôi xử lý, cũng như là rất là nhiều cái đơn vị cũng gửi mail đến, nhưng mà khi chúng tôi gọi lại, chúng tôi kiểm tra gửi mail lại thì cứ 2-3 ngày vẫn chưa thấy phản hồi lại, là chúng tôi cần thông tin cụ thể đơn vị nào sẽ xuống sẽ kiểm tra lại. Nhưng mà những cái thông tin đến thời điểm này sở tiếp nhận là những cái thông tin mà nó không có địa chỉ rõ ràng, nó không có cái đối tượng để chúng tôi kiểm tra chặt chẽ nó như thế nào. Còn những cái thông tin mà nó nằm ở các nội dung khác thì bây giờ cũng mong các anh chị có cái kênh thông tin đến phụ huynh, đến xã hội, và các anh chị có biết được cái trường nào, cái đơn vị nào làm thì các anh chị cho chúng tôi thông tin cụ thể. Thì cái này sở sẽ phối hợp với các sở ban ngành cũng như là các phòng giáo dục sẽ có cái quán triệt triệt để tất cả các vấn đề này. Xin trân trọng cảm ơn. Trân trọng cảm ơn ông kịp thời tháo gỡ cái khó khăn vướng mắt trong quá trình triển khai thực hiện dự án. Thì với nhiều cái giải pháp như vậy thì tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đến trên địa bàn của huyện Bình Chánh, tạm thời em tôi xin thông tin là có hai nguồn. Thứ nhất là đối với tiến độ đầu tư giải ngân đầu tư công mà huyện làm chủ đầu tư thì kế hoạch vốn năm 2023 của 4 đợt mà Ủy ban nhân dân thành phố giao là 628 tỷ. Thì giá trị giải ngân đến ngày 17 tháng 10 thực hiện là 360 tỷ, đạt tỷ lệ là 57,43% kế hoạch vốn giao. Phần thứ hai là về tiến độ giải ngân đối với cái công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, cái phần vốn mà bồi thường giải phóng mặt bằng trên địa bàn cũng rất là lớn. Kế hoạch vốn trong năm 2023 là các chủ đầu tư và các đơn vị có phối hợp với huyện để thực hiện tác bồi thường giải phóng mặt bằng là với cái số vốn là 1.559 tỷ của 11 cái dự án. Thì giá trị giải ngân đến ngày 17 tháng 10 năm 2023 thực hiện là 745 tỷ, đạt tỷ lệ là 62,51%. Thì báo cáo anh chị thì giải pháp từ đây đến cuối năm theo chỉ đạo của thành phố thì đối với phần vốn mà huyện Bình Chánh làm chủ tư thì cũng sẽ tiếp tục đeo bám theo cái kế hoạch mà đã đăng ký. Cụ thể sẽ tập trung giải ngân đến hết tháng 10 là đạt tỷ lệ là 65,11%, đến hết tháng 11 là đạt tỷ lệ là 74,64%, đến hết tháng 12 đạt tỷ lệ là 83,77%, và đến cuối năm 2023 sẽ đạt cái tỷ lệ là 95,94%. Còn riêng đối với các dự án mà có vốn bồi thường thì huyện sẽ tập trung đẩy nhanh cái tiến độ bồi thường cho người dân trong tháng 10, cụ thể là đối với 4 cái dự án với tổng cái giá trị giải ngân là khoảng 979 tỷ đồng, chủ yếu là tập trung vào hai cái dự án lớn là dự án Vành đai 3, thì dự kiến trong tháng 10 này sẽ giải ngân là khoảng 750 tỷ, và cái dự án nữa là nạo vét rạch Sóng Củi, thì cái số vốn giải ngân cũng dự kiến là khoảng 190 tỷ. Và cũng thông tin thêm hội nghị là đến thời điểm chiều hôm nay thì riêng đối với cái dự án Vành đai 3 thì thành phố đã phê duyệt cái phương án điều chỉnh giá đất vừa xong, và huyện cũng đã phê duyệt cái chính sách bồi thường và đã gửi cái khối lượng thì cho kho bạc là cái giá trị khoảng là 750 tỷ như đã báo cáo. Thì cơ bản là trong tháng 10 là cái số vốn liên quan tới bồi thường giải phóng mặt bằng, đặc biệt là đối với dự án Vành đai 3, là cơ bản là sẽ đảm bảo theo cái kế hoạch đăng ký với thành phố. Thì xin thông tin. Xin cảm ơn. Thứ hai là cơ sở sản xuất bao BB có đảm bảo các điều kiện về phòng cháy chữa cháy, môi trường, giấy phép hoạt động, giấy phép xây dựng hay không. Và thứ ba là trước những phản ánh của người dân, cơ quan chức năng đã tiến hành thanh tra kiểm tra cơ sở này chưa. Thứ tư là các giải pháp xử lý đối với cơ sở này. Thì Ủy ban quận 8 xin thông tin đến các phóng viên báo đài liên quan tới cái cơ sở hộ kinh doanh Di Sơn, địa chỉ số 255, 257 đường Trịnh Quang Nghị, phường 7, quận 8. Thì chủ cơ sở là ông Nguyễn Văn Sáu. Giấy chứng nhận kinh doanh thì đã được Ủy ban 8 cấp giấy chứng nhận kinh doanh ngày 9 tháng 9 năm 2013.
ngành nghề kinh doanh là gia công dệt bao BB, thì căn cứ vào quyết định số 200 ngày 18 tháng 8 năm 2004 của Ủy ban thành phố quy định về các ngành nghề dừng cấp phép và tiến hành di dời ra khỏi dân cư, thì ngành nghề gia công dệt bao BB là không nằm trong danh mục ngừng cấp phép và di dời ra khỏi khu dân cư. Tuy nhiên thì cơ sở sản xuất, nhà xưởng sản xuất kinh doanh của cơ sở Duy Sơn nằm trên thửa đất số 30/7 tờ bản đồ 139 phường 7 quận 8, thì mục đích sử dụng đất là đất ở đô thị. Do đó là cơ hội kinh doanh Duy Sơn đặt nhà xưởng tại vị trí này là không đúng mục đích sử dụng đất. Thì về nội dung này thì chỗ Ủy ban nhân dân phường 7 quận 8, Ủy ban 8 đã chỉ đạo Ủy ban phường 7 quận 8 đã tổ chức làm việc với đại diện cơ sở để yêu cầu cơ sở tạm ngừng hoạt động và tiến hành di dời ra khỏi khu dân cư trước ngày 16 tháng 11 năm 2023. Thì thưa các đồng chí, thì về cái nội dung phản ánh thì ngày 13 tháng 10 năm 2023 thì thông qua báo Sài Gòn Giải Phóng Online và một số báo đài có phản ánh nội dung là người dân sinh sống trong khu dân cư đường Trịnh Quang Nghị phải sống với ô nhiễm môi trường và tiếng ồn của cơ sở dệt bao bì nhựa tồn tại hơn 10 năm. Thì qua thông tin báo chí thì Ủy ban 8 cũng đã chỉ đạo Công an quận 8 đã chủ trì phối hợp với các ban ngành, cơ quan và có tiến hành lập tổ kiểm tra về chấp hành pháp luật về môi trường vào ngày 14 tháng 10 năm 2003. Thì qua kiểm tra thứ nhất về phòng cháy chữa cháy thì kết quả kiểm tra như sau: về hồ sơ pháp lý cơ sở đảm bảo, tuy nhiên qua kiểm tra thực tế thì bước đầu xác định là có vi phạm, là không về lỗi là không có hệ thống đèn chiếu sáng sự cố theo quy định công tác phòng cháy chữa cháy. Về môi trường thì về cơ sở là chưa xuất trình được hồ sơ dùm bỏ về môi trường, Công an quận đang tiếp tục làm rõ. Và đồng thời tại buổi kiểm tra cũng đã tiến hành quan trắc tiếng ồn cũng như là cái lấy mẫu khí, thì phát hiện là tiếng ồn thì có vượt so với quy định và có dấu hiệu phát sinh mùi. Thì cái này trên thực tế thì Công an quận đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý đối với hành vi về ô nhiễm môi trường. Ngoài ra thì ngày 17 tháng 10 năm 2023, Ủy ban 8 cũng đã có chỉ đạo cho Công an quận chủ trì phối hợp với phòng các ngành liên quan nghiên cứu nội dung phản ánh của sự giải phóng, để khẩn trương kiểm tra xử lý nghiêm việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường phòng cháy chữa cháy đối với cơ sở nêu trên. Về cái nội dung câu hỏi là giải pháp xử lý đối với cơ sở này thì quận thông tin, tức là Ủy ban quận 8 cũng đã chỉ đạo Ủy ban phường 7 và đã tổ chức làm việc với cơ sở, đồng thời yêu cầu cơ sở phải là ngưng hoạt động và tiến hành di dời ra khỏi khu dân cư trước ngày 16 tháng 11 năm 2003. Thì hiện nay là cơ sở đã chấp hành, đã ngưng hoạt động và đang chuẩn bị di dời để ra khỏi khu dân cư. Cái thứ hai là Ủy ban quận đã chỉ đạo Công an quận tiếp tục củng cố hồ sơ và xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm của cơ sở. Thì một số thông tin của Ủy ban quận 8 thông tin đó các báo đài. Trân trọng cảm ơn ông Quang. Tiếp theo VTC News liên quan đến tình hình COVID-19 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại thì bệnh giã chiến số 13 liên quan đến chuyển đổi công năng v.v. Thì xin phép trả lời như này. Mặc dù là thành phố Hồ Chí Minh chúng ta thì tình hình bệnh dịch COVID-19 đang lắng xuống, tuy nhiên thì trên thế giới thì tình hình này vẫn còn đang phức tạp. Thêm nữa là từ đầu năm đến nay thì như chúng ta đều biết là chúng ta cũng đã từng trải qua thêm 4 cái bệnh dịch mà chúng ta cũng đang phải đối phó. Thứ nhất là tay chân miệng, thứ hai là sốt huyết, thứ ba là da mắt đỏ, và gần đây là cái monkeypox, tức là đậu mùa khỉ. Thế thì đối với bệnh viện giã chiến số 13 đó, thì hiện tại là không hoạt động. Nhưng mà ngành y tế sẵn sàng huy động kích hoạt trở lại trong vòng 48 giờ khi cần thiết. Và do để tránh lãng phí các tài nguyên, các cái trang thiết bị trong bệnh viện đó, thì chúng tôi cũng đã điều chuyển các cái trang thiết bị này về các bệnh viện để sử dụng, tránh lãng phí. Và ngay khi mà cần kích hoạt trở lại thì các bệnh viện sẽ chuyển trở lại cho giai đoạn số 13. Liên quan đến câu hỏi số 3, liên quan đến vấn đề về khám tâm lý của phóng viên báo Tuổi Trẻ, phóng viên Thảo Lê hỏi về vấn đề khám tâm lý cho trẻ em tại thành phố Hồ Chí Minh thời gian vừa qua phải chờ vân vân. Chúng tôi xin trả lời như này. Thì thứ nhất là thời gian vừa qua thì nhu cầu khám về tâm lý trẻ em được quan tâm, cho nên cái số lượng khám tăng lên. Và các chuyên gia cũng như các chuyên viên về sức khỏe tâm thần trẻ em thì thực ra là cũng chưa đáp ứng đủ nhu cầu, do đó cái việc chờ đợi của phụ huynh cũng như các em thì là có. Thì để đối phó với công tác này thì chúng tôi cũng đã có các cái biện pháp ứng phó, ví dụ như là
đối với các trường hợp trẻ em mà có các cái rối loạn tâm thần mà nặng thì đã có cái phương án xử trí khẩn rồi. Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cũng có cái hệ thống gọi là cấp cứu trầm cảm, cũng đã đưa vào sử dụng, cũng ứng phó với các trường hợp trầm cảm cũng như tâm thần không chỉ riêng ở trẻ em. Và về mặt của lãnh nhà nước, về mặt kế hoạch trong thời gian tới thì ngành y tế thành phố cũng đã kịp thời tham mưu để Ủy ban nhân dân thành phố ban hành kế hoạch số 4295 ngày 6/9/2023 về chăm sóc sức khỏe tâm thần cho người dân thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn từ nay đến năm 2025 và những năm tiếp theo. Theo đó thì ngoài việc tổ chức các cái hội nghị để lấy ý kiến của các chuyên gia nhằm triển khai hiệu quả các biện pháp chăm sóc sức khỏe tâm thần cho người dân thành phố, thì trong thời gian tới chúng tôi cũng sẽ có những cái biện pháp là phối hợp với ngành giáo dục để có những cái hình thức triển khai đánh giá sức khỏe tâm thần cho học sinh, trẻ em và cái đầu vào của các trường học, năm học. Cái thứ hai nữa là sẽ có tổ chức các hình thức chuyên gia tâm lý tư vấn tại các trường học và thực hiện công tác chuyển đổi số trong việc quản lý dữ liệu về sức khỏe tâm thần của học sinh trên địa bàn thành phố. Đến câu hỏi thứ tư liên quan đến một số bệnh viện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh bị xuống cấp trầm trọng vân vân của Trung tâm Báo chí thành phố, thì đề nghị Sở Y tế cho biết giải pháp khắc phục tình trạng này trong thời gian tới. Thì kính thưa các anh chị, thì thời gian vừa qua như chúng ta đã biết thì bệnh viện Chiến lược Chỉnh hình là bệnh viện điển hình của cái việc mà xuống cấp cũng như bị ảnh hưởng bởi các cái khối nhà, đặc biệt là khối nhà ký túc xá của trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng. Thì đối với cơ sở này, chúng tôi đã có kiến nghị để cho ngưng hoạt động toàn bộ tòa nhà, tháo dỡ và giao lại cho bệnh viện để mở rộng và xây dựng lại bệnh viện. Một cơ sở khác cũng được nhắc tới thời gian vừa qua, đó là bệnh viện Tâm thần. Thì Sở Y tế cũng đã có cái đăng ký kế hoạch trung hạn 2025-2030 để đầu tư xây dựng bệnh viện Tâm thần quy mô 1.000 giường tại thành phố Thủ Đức. Thì Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức cũng đã có kế hoạch trình chính phủ phê duyệt. Và nếu mà không có nếu thuận lợi thì khả năng là trong năm 2024 thì chúng ta sẽ có tin vui về cái dự án này. Bệnh viện thứ ba là bệnh viện bệnh nhiệt đới. Thì chúng ta cũng đã biết rồi, trong quá trình mở rộng đại lộ Đông Tây mà bây giờ là đường Võ Văn Kiệt thì bệnh viện cũng đã bị thu hẹp cái sử dụng. Đồng thời là do cái nhu cầu về chuyên môn thì bệnh viện phải khám cho 2.000 lượt bệnh nhân mỗi ngày, cho nên cũng đang rất là quá tải. Rồi thời gian vừa qua thì cũng phải mở rộng khu cấp cứu vân vân. Thì bệnh viện nhiệt đới cũng là bệnh viện mà được ngành y tế quan tâm để có những kiến nghị mở rộng trong thời gian tới. Và mặc dù cũng xin lưu ý là mặc dù là các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố, tuy nhiên thì tất cả công tác về di rời, về giải tỏa cũng như là các phối hợp khác thì chúng tôi đều phải phối hợp chặt chẽ với các sở ngành cũng như với chính quyền địa phương nơi các bệnh viện này đang chủ đóng. Thì cũng thời gian tới các biện pháp khác cũng đang được khẩn trương triển khai. Xin hết ạ. Tiếp theo có đồng chí là liên quan đến cái khu đất tại địa chỉ số 24A đường Khuôn Việt, phường Phú Trung, quận Tân Phú. Thì khu đất này cũng đã được cấp cho ông Trương Vĩnh Phú và bà Cổ Thị Kim Sinh theo giấy chứng nhận số 02964 ngày 12/2/2020 do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp. Công trình này cũng đã được Ủy ban nhân dân quận Tân Phú cấp giấy phép xây dựng số 534 ngày 28/3/2019 và sau đó chủ đầu tư có tiến hành thủ tục điều chỉnh giấy phép xây dựng và cũng đã được Ủy ban nhân dân quận Tân Phú cấp giấy phép xây dựng số 1013 ngày 28/5/2019. Thì kính thưa các anh chị, về cái việc mà kiểm tra công trình xây dựng này á, thì căn cứ theo các hồ sơ và giấy tờ liên quan thì công trình này cũng đã được Ủy ban quận phối hợp với lại thanh tra Sở Xây dựng đội địa bàn cũng đã kiểm tra. Thì cụ thể là vào ngày 12/6/2019 thì đội thanh tra địa bàn cùng với quận Tân Phú cũng đã tiến hành phối hợp với lại các đơn vị liên quan để kiểm tra. Thì kiểm tra lần một á, thì ghi nhận thì công trình này cũng xây dựng đúng phép. Và ngày 12/7/2019 thì đội thanh tra địa bàn cũng đã tiến hành phối hợp với lại Ủy ban nhân dân phường Phú Trung cũng kiểm tra lần hai và cũng ghi nhận là đúng phép. Tiếp đó thì ngày 20/8/2019 thì đội thanh tra địa bàn cũng đã phối hợp với lại Ủy ban phường kiểm tra lần ba. Và ngày 10/10/2019 thì các đơn vị cũng phối hợp kiểm tra lần bốn. Và ngày
4 tháng 1 năm 2020, thì đội thanh tra địa bàn quận Tân Phú cũng đã tiến hành phối hợp và kiểm tra công trình hoàn thành, ghi nhận công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng theo đúng nội dung giấy phép xây dựng đã được cấp. Và tiếp đó là vào ngày 12 tháng 2 năm 2020, thì công trình trên cũng đã được cập nhật và cấp đổi giấy chứng nhận do Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố cấp cho ông Trương Vĩnh Phú và bà Cổ Thị Kim Sinh. Yeah. Còn liên quan đến việc xử lý công trình vi phạm này thì kính thưa các anh chị, thì sau khi mà phát hiện ra thì hiện nay Ủy ban quận Tân Phú cũng đã mời chủ đầu tư và qua đó cũng lập biên bản cùng phối hợp với lại thanh tra Sở Xây dựng đội địa bàn để căn cứ theo cái quy chế phối hợp về quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo quyết định số 30 QĐ-UBND ngày 2 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố để mà xử lý theo quy định. Yeah. Cảm ơn ông Nguyễn Quốc Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban quận Tân Phú. Bây giờ còn mấy câu như thế này. Phóng viên Mỹ Tho của truyền hình Quốc hội hỏi một câu về đổi giấy phép lái xe. Phóng viên Trọng Nam của VOV Giao thông mở rộng đường Đồng Văn Cống. Phóng viên Thanh Giả của VTV9 hỏi về 5 dự án BOT. Thì Sở Giao thông Vận tải có một cái file gửi trả lời cho 3 phóng viên. Xin 3 phóng viên lấy cái file này coi. Đối với quận Bình Thạnh, phóng viên Thành Nhân một câu, phóng viên Quang Huy hai câu. Đề nghị anh Khanh gửi 3 câu hỏi này cho Ủy ban dân quận Bình Thạnh để Ủy ban dân Bình Thạnh đang trả lời câu hỏi trả lời. Về câu hỏi của phóng viên Trọng Nhân của VOV Giao thông hỏi quận Bình Tân thì quận Bình Tân có văn bản trả lời rất là đầy đủ, chặt chẽ và khá dài. Phóng viên tham khảo. Như vậy là chỉ có quận Bình Thạnh là đang có văn bản trả lời thôi, còn lại các câu hỏi đều được trả lời. Sau đây xin hỏi phóng viên có hỏi thêm gì không à? Không có, kết thúc anh ha. Rồi, nếu không có hỏi thì cuộc họp báo mình đến đây là kết thúc. Xin hẹn họp họp báo tuần sau.